Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh Duy là chiếc xe Mercedes-Benz AMG GT53, một cái chiếc xe rất là thể thao và rất là đẹp luôn các bạn. Và với cái màu sơn đỏ rất là ấn tượng như thế này, thực sự đối với cái màu sơn màu đỏ này có rất là hiếm xe ở Việt Nam có cái màu sơn đỏ trên cái chiếc AMG GT53 này. Và Duy nhớ không lầm, đây là cái chiếc thứ hai tại thị trường Việt Nam thôi. Đó, và với cái chiếc xe AMG GT53 hiện tại bây giờ bạn có một cái chính sách giá rất là tốt luôn. Trước đây với cái xe này thì có giá 6 tỷ 719 triệu, nhưng hiện tại bây giờ các bạn chỉ trả 5 tỷ 999 triệu thôi ha, với mức giảm lên đến 720 triệu cho một cái chiếc xe thể thao AMG thực thụ như thế này thì thật sự rất là tuyệt vời luôn. Thật sự với cái chiếc xe AMG GT53 này, đây Duy đã quay review cho các bạn xem rồi, nhưng ngày hôm nay một cái chiếc xe AMG màu đỏ mới về showroom bên Duy luôn, rất là đẹp, cho nên là Duy phải làm ngay một video clip này thôi cho các bạn xem ha. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ nội thất bên trong cũng như là bên ngoài của cái chiếc xe AMG GT53 này nha. AMG GT53 Formatis, đây là một cái dòng xe thể thao phải nói là rất là cá tính và rất là đẹp ha. Thì với cái ngoại hình như thế này thì các bạn chạy ra ngoài đường bảo đảm ha, rất là thu hút các ánh nhìn luôn ha. Và với cái chiếc xe AMG GT53 này, đây là một cái thiết kế đặc trưng của những cái mẫu xe AMG và chúng ta rất là dễ nhận biết ở cái phần đầu xe. Các bạn sẽ thấy là những cái phần mà chiếc xe có những cái lưới tản nhiệt, những sọc đứng như thế này ha, thì đó là những cái thiết kế đặc trưng của AMG rồi. Và các bạn sẽ thấy ở đây có một cái logo AMG nữa nè. Đó, và bên trên logo Mercedes của chúng ta thì có một cái camera, chứng tỏ là xe AMG GT53 này của chúng ta là có cái camera 360 độ ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy nè, đèn xe của AMG GT53 được thiết kế rất là cá tính ha, nhỏ và được vuốt dài ha. Và đầu xe các bạn nhìn ở góc độ như thế này nè các bạn, thì các bạn nhìn rất là giống như là mũi cá mập ha. Đây là một cái thiết kế có thể nói là cảm hứng từ những cái xe đua F1 của Mercedes-Benz. Đèn xe của AMG GT53 đây là đèn xe multi-beam LED, với bên trong có 84 bóng LED với 84 chip điều khiển, thì giúp cho cái đèn xe của AMG GT53 này có thể là chiếu sáng ở mọi điều kiện đường xá khác nhau để cho những cái luồng ánh sáng tối ưu nhất khi mà chúng ta lái xe vào ban đêm. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái cản đặc trưng, rất là đặc trưng của những cái mẫu xe AMG thể thao ha. Đó là các bạn sẽ thấy là khu vực này đã được thiết kế những cái hốc lồi và lõm ha, tạo cho chúng ta một cái cảm giác đầu xe rất là khí động học. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là AMG GT53 có một cái capo rất là dài và rộng bề ngang, và trên capo của chúng ta sẽ có hai cái đường gân gập nổi ha. Đây cũng là những cái thiết kế đặc trưng của những cái mẫu xe AMG thế hệ mới bây giờ. Đi sang bên hông một chút xíu thì các bạn sẽ thấy là khu vực này chúng ta sẽ có chữ là Turbo Formatic Plus. Các bạn sẽ thấy là Formatic ở Mercedes-Benz thì rất là nhiều, nhưng trên AMG GT53 của chúng ta còn có chữ Plus ở phía sau ha, dấu cộng ở phía sau nữa các bạn, chứng tỏ là đây là một cái hệ thống vận hành 4 bánh toàn thời gian mà có thể nói là cao hơn so với lại hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian thông thường. Đó, và đối với cái hệ thống vận hành 4 bánh toàn thời gian này các bạn thì có thể biến thiên cầu trước và cầu sau rất là liên tục luôn các bạn, chứ nó sẽ không cố định ha, tùy theo những cái đoạn đường ha, tùy theo những cái tốc độ hoặc là khi mà xe của chúng ta vận hành trên đường đua các bạn, thì cái hệ số chuyển động này nó sẽ biến thiên liên tục luôn. Đó là lý do tại sao các bạn sẽ thấy ở đây có chữ là Formatis LED, và rất là ít dòng xe của Mercedes-Benz được trang bị cái hệ thống Formatis LED này nha. Thật sự chỉ có trên những cái dòng xe thể thao rất là thể thao luôn các bạn, thể thao một cách coi như là rất là mạnh mẽ luôn thì mới được trang bị cái hệ thống Formatic LED này. Và turbo là đây là một cái động cơ được trang bị cái turbo tăng áp kép ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là bộ mâm của AMG GT53, đây là một bộ mâm của AMG rồi các bạn, chắc chắn rồi ha, đây là bộ mâm của AMG. Các bạn sẽ thấy ở đây có một cái logo AMG rất là đẹp và rất là sắc nét luôn ha. Và các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều những cái mẫu xe của Mercedes-Benz được trang bị cái bộ mâm AMG như thế này, nhưng mà các bạn thường thấy là sẽ được sơn màu bạc hoặc là màu ánh kim, màu nhôm này nọ thôi. Nhưng đối với những cái bộ mâm mà các bạn sẽ thấy là có những cái nan nhỏ như thế này là các bạn, cũng như là màu đen mờ, cũng như là có những cái đường nhôm được lộ ra như thế này bạn, đây là những cái bộ mâm đặc trưng của những cái dòng xe hiệu suất cao gọi là AMG Performance luôn các bạn, chứ không phải là những cái mẫu xe AMG gọi là tiêu chuẩn nữa ha. Chẳng hạn như các bạn sẽ thấy là bên cạnh cái AMG GT53 của chúng ta thì có cái xe GLE 53 thì được trang bị bộ mâm cũng là AMG luôn, nhưng cái bộ mâm AMG này có thể nói là bộ mâm AMG gọi gần như là tiêu chuẩn.
Đó, các bạn sẽ thấy rất là khác so với lại bộ mâm của cái xe AMG GT 53 của chúng ta. Đó, và đi sang bên hông nữa các bạn sẽ thấy nè, cái xe G63 AMG các bạn có một cái bộ mâm rất là giống như là AMG GT 53 của chúng ta ha. Ok, trở lại với lại cái chiếc xe AMG GT 53, ngoài cái bộ mâm rất là đặc trưng của những cái dòng xe AMG hiệu suất cao thì các bạn còn thấy nè, cụm phanh màu đỏ và rất là to luôn các bạn nha. À, rất là to luôn, được sơn màu đỏ và có chữ AMG ở bên trong. Và đĩa phanh của chúng ta cũng rất là to và được đục lỗ nè. Các bạn thấy không? Đó, thật sự đối với những cái dòng xe phải thật sự rất là đặc biệt các bạn thì mới được trang bị cái bộ phanh cũng như là một cái bộ phanh to cũng như là có cái logo AMG ha. Thật sự là những cái chiếc xe này là những cái chiếc xe hiệu suất cao, chạy rất là nhanh luôn, cho nên đòi hỏi việc chúng ta phải trang bị một cái cụm phanh phải thật sự đặc biệt cho nó là một điều hiển nhiên rồi các bạn. AMG GT 53 của chúng ta được trang bị một bộ lớp của xe đua các bạn, và lớp của chúng ta là lớp Michelin Pilot Sport 4S nè. Đây là một cái lớp xe đặc trưng cho những cái mẫu xe được chạy trên đường đua luôn các bạn nha, chứ không phải là loại lớp thông thường. Đó, và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái kích thước lớp của bánh trước ha. Kích thước lớp của bánh trước là 275/35 ZR21 các bạn nha. Là mâm của chúng ta là mâm 21 inch của AMG. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái bộ mâm ở phía sau nè. Bộ mâm phía sau của chiếc xe AMG các bạn lúc nào nó cũng sẽ có bề hông sẽ to hơn, và chính xác là 375/30 ZR21, và lớp xe của chúng ta vẫn là lớp Michelin, là lớp trang bị cho xe đua luôn. Rất là đặc biệt trên cái xe AMG GT 53 này các bạn nha. Về phần đuôi xe ở phía sau thì các bạn sẽ thấy là chúng ta muốn mở cốp bạn thì chúng ta bấm ở đây ha. Đây là một cái chiếc xe được thiết kế theo cái phong cách GT, cho nên là các bạn sẽ thấy là cái phần cốp sau này các bạn nó sẽ khác với những cái dòng xe sedan coupe các bạn nha. Sedan coupe thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái cốp ở phía sau này giống như sedan nhưng mà nó sẽ ngắn hơn. Còn đây là cái thiết kế của cái dòng xe GT thì các bạn sẽ thấy là cái phần mà kính chắn gió ở phía sau nè các bạn, nó được gắn liền với lại phần cốp ở phía sau luôn ha các bạn. Thì các bạn sẽ thấy với chi tiết này nó cũng rất là giống như là trên SUV coupe hoặc là cái dòng xe AMG GTR các bạn. Đó, với cái cốp xe này thì làm cho cái phần đuôi xe của chúng ta nè, các bạn sẽ thấy nhìn ở góc độ này nè, nó được kéo dài, nó được vuốt xuống ha, rất rất là đẹp các bạn ha. Hiện tại thì AMG GT 53 của chúng ta ha có một cái cánh lướt gió ha đang được mở lên như thế này. À đó, thì cái cánh lướt gió này các bạn là một cánh lướt gió cũng là tự động luôn, khi mà chúng ta chạy ở tốc độ cao ha, từ 80 km/h thì có thể là cái cánh lướt gió này nó sẽ tự động đưa lên và điều chỉnh những cái độ nghiêng khác nhau để giúp cho cái xe của chúng ta bám đường tốt hơn các bạn ha. Đây là những cái chi tiết gọi là khí động học trên những cái mẫu xe hiệu suất cao, những cái mẫu xe đua ha. Các bạn sẽ thấy ở đây có là logo AMG cũng như là GT 53 ở bên này. Phần đuôi xe của chúng ta thì các bạn sẽ thấy được thiết kế rất là đơn giản nhưng rất là cổ điển và rất là sang trọng luôn các bạn. Không có thiết kế gọi là phức tạp cũng như không có thiết kế gọi là cầu kỳ như thế nào hết. Nhưng mà các bạn sẽ thấy cái phần đuôi xe của AMG GT 53 này thật sự rất rất là cuốn hút khi mà chúng ta nhìn từ phía sau. Đó, những cái xe AMG các bạn, những cái xe AMG thực thụ thì lúc nào các bạn cũng sẽ thấy là được trang bị là bô kép gói xứng ha. Và đối với AMG GT 53 của chúng ta thì bô xe còn có khắc cái logo của AMG ở trên này luôn. À, chứng tỏ là cái chiếc xe này được chăm chút rất là tỉ mỉ từ những cái chi tiết rất là nhỏ luôn. À, các bạn sẽ thấy ở khu vực này có những cái cánh phát tán gió nè các bạn. Thì đây là những cái chi tiết gần như là trên những cái mẫu xe thể thao nào cũng có các bạn, không riêng về AMG, không riêng về Mercedes-Benz ha. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có một cái chi tiết cắt ha, cũng rất là đẹp ha các bạn. Khi mà đứng nhìn cái chiếc xe của chúng ta ở góc độ như thế này nè các bạn thử nhìn ha, ở góc độ như thế này các bạn sẽ thấy rất là đẹp luôn. Ở đây có một cái vè xe ha, được thiết kế ha, vè ra bên ngoài ha, nhìn rất rất là cuốn hút luôn. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn cùng Di đi vào bên trong nội thất của cái xe AMG GT 53 này xem có gì đặc biệt hay không nha. Thực sự các bạn là đối với những cái chiếc xe AMG, đây là những cái dòng xe hiệu suất cao, những dòng xe thể thao. Nhưng bên trong nội thất hầu như là được trang bị rất là đầy đủ những cái option, những trang thiết bị tiện nghi không thua gì một cái chiếc xe sedan cao cấp luôn các bạn. Đó, thì đầu tiên các bạn sẽ thấy là vô lăng nè.
Đó, vô lăng của chúng ta chắc chắn là vô lăng AMG rồi, và cũng sẽ có những cái núm điều chỉnh ở trên này ha. Đó, nhìn nhìn thì nó sẽ bắt mắt hơn, cũng như là khi mà chúng ta lái các bạn cho một cái cảm giác lái nó thú vị hơn rất là nhiều. Đó, thì vô lăng của chúng ta thì ngoài là được trang bị bằng bằng da nắp ba thì còn được trang bị bằng da lộn ở khu vực này, giúp cho cái việc mà khi chúng ta cầm ở bạn nó sẽ chắc hơn, cũng như là có một cái gì đó nó thể thao hơn các bạn ha. Hầu như là những cái vô lăng như thế này được trang bị trên những cái mẫu xe đua thôi ha. Đó, vì đây là một cái vô lăng đa chức năng rồi, nó cũng giống như những cái mẫu vô lăng trên dòng xe S-Class hay là những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz. Những cái nút cảm ứng các bạn rất là nhiều những cái nút luôn. Khu vực bên này thì chúng ta sẽ điều khiển cái màn hình giải trí trung tâm, còn đối với khu vực bên này thì chúng ta sẽ điều khiển cái màn hình tablo ha. Thì với cái vô lăng này thì rất là dễ sử dụng mà bạn, khi mà chúng ta lái xe thì hầu như là chúng ta có thể điều khiển mọi thứ trên cả chiếc xe của chúng ta trên cái vô lăng này hết luôn, không cần phải là chúng ta phải rời tay lái nữa mà chúng ta vẫn có thể ha, điều chỉnh hết mọi thứ luôn. Tiếp theo nữa thì các bạn thấy là những cái dòng xe thể thao các bạn thì thông thường các anh chị sẽ thích lái ở chế độ gọi là số tay hay gọi là manual. Ở khu vực này thì các bạn sẽ thấy có hai cái lẫy số nè. Bên này là sẽ là tăng số các bạn, còn bên này sẽ là giảm số ha. Những anh chị nào mà lái xe mà phải nói thật sự là rất là cừ luôn ha thì ha, các anh chị rất là thích lái ở chế độ lái như thế này. Đó, những cái đoạn đường mà cao tốc ha, chúng ta thử một đoạn đường ngắn thôi các bạn thì chúng ta mới thấy được lái chế độ manual thì nó sẽ thích như thế nào ha. Thỉnh thoảng thì Di lái xe, Di cũng hay 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 chuyển qua chế độ này để mà Di có một cái trải nghiệm ha, nó sẽ khác hơn so với lái ở chế độ tự động bình thường. Đó, các bạn sẽ thấy ở khu vực này rất là đẹp nè các bạn. Gỗ của chúng ta thì là gỗ mờ màu đen ha. Đó, và những cái hốc gió máy lạnh này được thiết kế rất là đẹp luôn các bạn nha. Nhìn nó rất là giống như những cái tua-bin của cái máy bay phản lực ha. Đó, và bên trong có đèn luôn. Nội thất của chiếc xe AMG GT 53 này về đêm các bạn, khi mà chúng ta ngồi trong một cái khoang lái như thế này ha, cảm giác giống như là chúng ta đang ngồi ở trong một cái chiếc xe máy bay ha, hoặc là một cái chiếc phi thuyền ha. Rất là gọi là phấn khởi và rất là hứng thú luôn các bạn. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là những cái chi tiết điều chỉnh máy lạnh nè, nó được thiết kế rất là tinh tế và được ẩn ở dưới một cái tấm nhôm như thế này các bạn, rất là đẹp ha. Thật sự là Di rất là thích ở trên chiếc xe AMG GT 53 này, nó có một cái thiết kế ở cái khu vực để tay này, nó phải thật sự nó rất là đẹp luôn các bạn. Và với cái kiểu thiết kế này thì các bạn cũng sẽ thấy trên cái dòng xe AMG GTR ha, những cái dòng xe hai cửa thể thao của Mercedes-Benz á, các bạn sẽ thấy ha, những cái nút bấm được sẽ thiết kế rất là nhỏ gọn ở khu vực này, nó rất là đẹp ha. À, và một điểm nữa các bạn là Di sẽ rất là thích trên cái chiếc xe AMG GT 53, trên chiếc xe này ha, là có một cái cần số ở khu vực này. Đây, các bạn sẽ thấy là những cái chiếc xe Mercedes thông thường sẽ có cái cần số ở trên tay lái ha, và chúng ta sẽ vào số ở đây. Nhưng AMG GT 53 của chúng ta được thiết kế một cái cần số ở đây và rất là giống như những cái chiếc xe thể thao truyền thống ha. Khi mà chiếc Di đạp thắng các bạn, gạt mạnh hết xuống ha, thì sẽ vào số, gạt mạnh hết lên là sẽ lùi. Cũng như là khi mà chúng ta đậu xe thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút B là đậu xe ha, parking. Đó, và trên cái cần số này nó có một cái logo AMG dập nổi nữa ha. Rất là tinh tế các bạn nha. Ok, bây giờ Di sẽ thử nổ máy lên cho các bạn xem nha. Khi mà Di nổ máy lên các bạn thì chắc chắn rồi, đây là cái chiếc xe AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy là có một cái tiếng bô đâu đó ha, nó sẽ được đưa vào bên trong cabin ha, cho chúng ta một cái cảm giác lái ha, nó sẽ phấn khởi hơn và thích thú hơn. Thật sự đối với những cái mẫu xe AMG các bạn, mặc dù được trang bị cái bô thể thao, cái bô nó sẽ ồn hơn, nhưng trong trường hợp mà khi chúng ta chạy ở tốc độ bình thường thì xe của chúng ta nó sẽ giống như là một chiếc xe sedan rất là êm ái thôi, nó sẽ không có ồn ào. Nhưng trong những trường hợp mà khi chúng ta đạp thúc ga thì cái chiếc xe này nó sẽ cho một cái âm thanh được đưa vào bên trong cái cabin này, nó rất là ấm ha, và rất là kiểu giống như thể thao một cách sang trọng các bạn, chứ không phải là thể thao một cách ồn ào hay gọi là quá là thể thao, bởi vì đây là những cái dòng xe thể thao được thiết kế ra cho các gọi là các anh chị ha, các anh chị phải như gọi là doanh nhân, các anh chị mà thích lái xe và có điều kiện ha. Đó, thì đây là chiếc xe mà Mercedes-Benz hướng tới đó, và các bạn thấy là chiếc xe này nó có 5 chỗ ngồi, chứng tỏ là chiếc xe này vẫn dành cho các anh chị ha, có gia đình, có người thân của chúng ta, hoặc là có bé nhỏ ha, cả nhà của chúng ta đi trên chiếc xe này nó vẫn rất là thoải mái luôn các bạn nha. Mặc dù đây là một cái chiếc xe thể thao nhưng nó vẫn êm ái, nó vẫn rộng rãi và rất là tiện nghi.
Ở bên trên này thì các bạn sẽ thấy là có một cái cửa sổ trời, nhưng mà AMG GT53 của chúng ta thì được trang bị một cái cửa sổ trời thôi. Đó, đây là một cái chi tiết gì cũng rất là thích nè. Và như nghĩ các anh chị khách hàng mà đã sử dụng những cái chiếc xe mà có trang bị cái cửa sổ trời toàn phần á, thì thường là các anh chị sẽ thấy nóng hơn. Nhưng đối với cái cửa sổ trời phía trước như thế này thì chúng ta có thể là kéo một cái tấm che lại thì nó sẽ mát mẻ hơn ha, sẽ không khác gì so với lại cái xe của chúng ta không có cửa sổ trời. Tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy ở cái khu vực này ha, được thiết kế những cái màn hình các bạn nha. Đây là những cái nút bấm nhưng mà có những cái thông số nhìn là như đó là một cái màn hình đó các bạn, và chúng ta có thể ấn được nè. Đó, và các bạn sẽ thấy ở đây là có nút, cái nút này có cái hình cái cánh gió nè các bạn, chứng tỏ là chúng ta sẽ đóng mở cái cánh gió ở phía sau ha. Chúng ta sẽ giữ luôn thì nó sẽ đóng ha các bạn ha, hoặc là giữ luôn thì nó sẽ mở ra. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái nút bấm có chữ A đó, và có một cái vòng tròn như thế này. Đây là nút tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ ha. À, volume lớn nhỏ ha, chúng ta sẽ bấm ở đây. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là chế độ lái của xe chúng ta sẽ điều khiển ở đây nè các bạn. Chiếc xe của chúng ta có rất là nhiều những cái chế độ lái, và chính xác là 5 chế độ lái các bạn nha. Sport cộng nè, Sport nè, Comfort nè, Individual và đường trơn trượt ha. Đó, trong những cái trường hợp mà chúng ta lái bình thường các bạn thì chúng ta chỉ việc lái bằng Comfort thôi. Đó, còn nếu mà chúng ta thích ha, phấn khích hơn thì chúng ta có thể chuyển sang chế độ lái bằng thể thao hoặc là thể thao cộng luôn. Đó, khu vực này thì chúng ta vẫn có một cái nút bấm để điều khiển cái chế độ lái nữa, đó là chế độ lái bằng tự động nè, các bạn sẽ chữ D nè ha, hoặc là chế độ M là lái bằng lẫy số ha, lẫy bằng số tay. À, hệ thống treo xe của chúng ta vẫn có thể điều khiển được các bạn nha. Đó, ví dụ như Di thích là cái hệ thống treo nó phải cứng hơn thì Di sẽ chuyển sang chế độ là S cộng, hoặc là chế độ êm ái là chữ C ha. À, chúng ta lái thể thao nhưng mà chúng ta vẫn muốn nó êm ái thì chúng ta sẽ chọn vào chế độ chữ C là Comfort ha. Còn nếu mà chúng ta muốn thể thao và thật sự thể thao thì chúng ta có thể là chuyển sang chế độ S hoặc là S cộng. Đó, khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có thể tắt mở được cái hệ thống ESP, hệ thống cân bằng điện tử luôn. Khu vực này thì các bạn có một cái chỗ để chúng ta sạc điện thoại không dây, cũng như là vẫn có một cái USB để chúng ta trong những cái trường hợp mà chúng ta cần thiết thì chúng ta vẫn có thể xài. Ok, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái ghế xe của chiếc AMG GT53 này được thiết kế rất là dày các bạn nha, rất là dày, chứng tỏ là khi mà chúng ta ngồi vào cái ghế này thì nó sẽ rất là êm. Ở đây có một cái logo của AMG được khắc trên một cái miếng nhôm ha, rất là đẹp các bạn ha. Thật sự đây là một cái chiếc xe mà thể thao nhưng mà vẫn dành cho gia đình, dành cho những cái gia đình trẻ, hoặc là dành cho các anh chị yêu thích lái xe các bạn nha, yêu thích lái xe. Thay vì là với cái số tiền như thế này, các anh chị có thể là chọn cái chiếc xe S-Class, nó sẽ êm ái, nó sẽ tiện nghi, nó sẽ rộng rãi, nhưng bên cạnh đó các anh chị vẫn thích nó phải thể thao hơn, phải cá tính hơn và phải thật sự đặc biệt hơn, thì với số tiền đó các anh chị sẽ chọn cái AMG GT53 này. Hai cái chiếc xe có hai cái phong cách khác nhau và rất là khó so sánh hai chiếc xe này các bạn nha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau của chiếc xe AMG GT53 này nha. Cửa xe của AMG GT53 là một cái cửa xe không viền các bạn nha, nhìn cũng rất là cá tính. Và khi mà Di ngồi ở cái khoang sau của chiếc xe này, bạn thật sự là rất là thoải mái luôn, bởi vì là cái khoang sau này rất là rộng rãi đó, và chân của Di còn cách rất là xa so với cái ghế trước ha. Và đặc biệt các bạn, cái ghế sau của chiếc xe AMG GT53 này, đây là một cái thiết kế cái ghế gần như giống với cái ghế ở phía trước luôn các bạn. Cái cảm giác mà Di ngồi cái ghế ở phía sau nó rất là giống với cái phía trước luôn. Các bạn sẽ thấy nè, được cái ghế ở phía sau được thiết kế nè, nó được lõm vào luôn, y chang cái ghế phía trước, không có khác gì hết. Và cái góc nghiêng của cái ghế sau này nó cũng rất là thoải mái luôn các bạn nha. À, đây là cái chiếc xe 5 chỗ các bạn, nhưng mà thật sự các bạn 4 chỗ vẫn là chính các bạn nha, bởi vì là xe của chúng ta được thiết kế nè, các bạn thấy không, cái ghế được tách riêng ra luôn. À, trong những cái trường hợp mà cần thiết thì chúng ta có thể ngồi tạm ở cái vị trí này thôi. À, dây beo thì của chúng ta là được dây beo màu đỏ luôn ha, rất là đẹp các bạn nha. Thật sự với những cái chi tiết mà dây beo màu đỏ này á, các anh chị mua những cái dòng xe mà chúng ta tự build option đó các bạn, thì đây là cái chi tiết mà chúng ta phải trả thêm tiền nè. Đó, chứ bình thường những cái mẫu xe của chúng ta thì chỉ được trang bị cái dây đai màu đen tiêu chuẩn thôi. Mặc dù đây là một cái chiếc xe thể thao nhưng vẫn được trang bị cái máy lạnh ở khu vực phía sau này, chúng ta có thể điều chỉnh riêng luôn các bạn ha. Bởi vì đây là một cái chiếc xe thể thao hạng sang các bạn nha, chứ không phải là một cái chiếc xe thể thao bình thường nữa. Lo của chúng ta vẫn là lo Boommaster, một cái lo
rất là danh tiếng từ Đức ha. Với hệ thống âm thanh này thì Di cũng đã giới thiệu cho các anh chị các bạn rất rất là nhiều rồi, và hầu như là trên những cái mẫu xe cao cấp như là S-Class hoặc là Maybach hoặc là những cái dòng xe AMG hiệu suất cao như thế này thì đều được trang bị cái loa Boommaster ha, một cái âm thanh rất là hay. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi xem cái phần động cơ ha, một cái trái tim của cái chiếc xe AMG CT53 này. AMG CT53 được trang bị cái động cơ là 6 máy các bạn, thẳng hàng, công suất lên đến là 435 mã lực và moment xoắn lên đến là 520 Nm/m. Một cái chiếc xe có một cái công suất rất là ấn tượng các bạn nha, 435 mã lực thì các bạn hình dung ha, nó sẽ mạnh như thế nào. Và cái cảm giác mà khi chúng ta đạp ga tăng tốc của chiếc xe này ha, thì Di nghĩ là không có từ nào mà có thể nói là diễn tả được. Ở đây các bạn sẽ thấy là trên máy của chúng ta là có một cái logo của AMG nè các bạn, còn logo Mercedes-Benz thì là bên kia. À, xe của chúng ta được trang bị tổng cộng là hai cái họng hút gió luôn, bởi vì là xe của chúng ta được trang bị tới tổng cộng là 6 máy. Vừa rồi thì Di đã cho các bạn xem cỡ như thật kỹ cái chiếc xe AMG GT53 màu đỏ này rồi, và hiện tại xe này đang có sẵn tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng với giá bán là 5.999.000.000. Các anh chị nào mà đang quan tâm tới mẫu xe này cũng như là muốn tìm hiểu thật kỹ về cái chiếc xe này thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.